Khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay Sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. 6 sai lầm cực kỳ nguy hiểm khi ăn rau xanh nhiều người mắc phải. Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn của gia đình. Tuy nhiên, nếu chế biến không đúng cách, chúng sẽ trở thành nguy cơ gây bệnh. Ăn rau để nguội. Không ít bà nội trợ có thói quen ăn rau khi đã nguội hẳn. Có người còn cho thêm đá vào canh để ăn cho được mát. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm. Sau khi nấu, rau sẽ mất đi khoảng 15% lượng vitamin và các chất dinh dưỡng. Lượng dưỡng chất này sẽ mất dần theo thời gian, khoảng 25% sau 30 phút và 75% sau 1 giờ. Khi nấu xong, rau dễ rơi vào vòng tấn công của vi khuẩn, mầm bệnh gây biến chất và ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, hãy ăn rau khi còn nóng và để tránh tình trạng dư thừa, bạn nên nấu vừa đủ. Cắt rau trước khi rửa. Đây là thói quen cực kỳ sai lầm mà nhiều bà nội trợ mắc phải. Lý giải cho trường hợp này đó là vitamin tồn tại ở trong rau dưới dạng nước nên dễ bị hòa tan trong nước khi rửa. Việc cắt rau và rửa rau xong mà không nấu ngay cũng khiến cho lượng vitamin có trong rau thất thoát khá lớn qua quá trình bốc hơi nước. Vì vậy, không nên cắt rau trước khi rửa để đảm bảo chất lượng của rau. Lục rau nhỏ lửa để quá nhiều. Khi lục rau, bạn không nên để lửa nhỏ vì như vậy rau bị đun lâu dẫn đến vitamin C và B1 sẽ tiêu tan. Thay vào đó, khi lục rau, bạn nên cho vào nước một chút muối để giữ màu xanh của rau. Đun to lửa cho đến khi nước sôi sùng sục mới bỏ rau vào, đậy nắp kín. Đảo một lần nhanh rồi vớt rau ra, ăn khi còn tái, vừa ngon vừa bổ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số loại rau củ như dưa chuột, cà chua. Khi ăn sống thì sẽ có nhiều chất dinh dưỡng hơn là khi nấu. Chỉ cần rửa sạch, bạn có thể ăn sống đối với những thực phẩm này. Xào quá kỹ. Khi bạn xào nấu rau dưới ngọn lửa nhỏ, hơn nữa lại trong thời gian dài, các vitamin nhạy cảm có trong rau củ rất dễ bị phân hủy. Vì thế, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên, thời gian xào nấu rau củ không nên kéo dài. Tốt nhất không đun với ngọn lửa lớn và không nên cho quá nhiều nước để giảm thiểu tổn thất vitamin. Rau đã nấu chín để qua đêm. Nhiều bà nội trợ có thói quen, rau còn thừa đem để trong tủ lạnh, rồi bữa sau lại mang ra ăn. Tuy nhiên, đây lại là thói quen xấu, gây hại đến sức khỏe, thậm chí gây ung thư. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, do hàm lượng nitrat trong các loại rau xanh khá nhiều, nếu nấu xong để quá lâu, vi khuẩn phân hủy, lượng nitrat sẽ lại tạo thành nitrit, chất gây ung thư. Cho dù là bạn có đun lại đi chăng nữa, cũng không thể khử được. Vì vậy, không nên ăn rau đã để qua đêm. Cho quá ít nước khi luộc rau. Chính thói quen tiết kiệm thời gian đun nước sôi, tiết kiệm thời gian của một số bà nội trợ, khiến món rau mất ngon và có phần sượng. Vì thế, khi luộc rau, bạn nên cho thêm nước, đun lửa to để rau nhanh chín và tránh tình trạng rau bị đen. Bản tin Sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.